Ngày hôm ấy em buông tay anh vì lý do gì? Người hãy nói đi, đừng bắt anh phải nghĩ suy. Để rồi từng đêm thao thức lệ tràn ướt đôi khóe mi, cũng chỉ bởi vì em ra đi chẳng lời biệt ly. Rồi những ngày qua anh phải sống trong nỗi cô đơn, phố đông tim lạnh lòng say mình anh hiểu quanh. Giờ em nơi đâu, xin hãy trả lời một lần anh đi. Lý do hai ta kết thúc là tại sao? Lúc tìm những ký ức anh thấy lòng mình nghẹt ngào, mà tim nhói đau như đang nhận ngàn vết dao. Vì em ra đi chẳng một câu chào, bỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôm đó. Hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn, để giờ anh quá yêu em nhưng người lại buông. Nước mắt anh tuôn theo màn đêm buông xuống. Trong nỗi cô đơn, phố đông tim lạnh lòng say mình anh hiểu quanh. Giờ em nơi đâu, xin hãy trả lời một lần anh đi. Lý do hai ta kết thúc là tại sao? Lúc tìm những ký ức anh thấy lòng mình nghẹt ngào, mà tim nhói đau như đang nhận ngàn vết dao. Vì em ra đi chẳng một câu chào, bỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôm nào. Hoàng hôn đẹp nhất nhưng sao hôm nay lại buồn, để giờ anh có yêu em nhưng người lại buông. Nước mắt anh tuôn theo màn đêm buông xuống. Kết thúc là điều anh không hề ngào, mà tim nhói đau như đang nhận ngàn vết dao. Vì em ra đi chẳng một câu chào, bỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôm nào. Hoàng hôn đẹp